tất cả mọi người. Madaber xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và sẽ hẹn gặp tất cả quý vị khán giả vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Không biết là quý vị bây giờ có đang giống Tuyền Tăng không? Đó là rất là hồi hộp và cực kỳ tò mò, có quá trời câu hỏi cần phải được giải đáp. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta sẽ gặp ai, hôm nay chúng ta sẽ được ăn món gì và sẽ có nhiều những điều thú vị gì nữa mà chúng ta sẽ được khám phá trong chương trình. Vậy thì nếu như quý vị có cùng câu hỏi với Tuyền Tăng thì gõ cửa, mở cửa cùng chào đón khách mời của tuần này. Xin được giới thiệu ca sĩ Bùi Duy Ngọc. Chào em. Lần đầu tiên cho phép Duy Ngọc xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Thực sự là ngày hôm nay anh rất là vui khi thứ nhất là được gặp lại em này, thứ hai là anh cũng đã nhịn đói từ lúc dậy đến giờ để ngày hôm nay là anh sẽ được thưởng thức những món ăn. Không biết là sẽ được ăn món gì đây. Và xin mời anh Duy Ngọc cùng với tất cả quý vị khán giả đến với phòng khách của Khẩu vị ngôi sao. Yeah, ok, cảm ơn em. Ngồi đây nha. Đây đúng không? Rồi, mời anh đến với phòng khách của Khẩu vị ngôi sao. Wow, nhà em đẹp quá à. Dạ. Cả một thế giới vườn rau, tiệm tạp hóa ở trong đúng nhà luôn. Cả một thế giới ở đây giống như là muốn gì cũng có thể đáp ứng được hết. Cho nên anh chỉ cần đến với Khẩu vị ngôi sao và đặt hàng hai món ăn mà anh cảm thấy thích, thèm và muốn được ăn ngay bây giờ. Và bây giờ anh sẽ ghi tên món ăn mà mình mong muốn được thưởng thức trong hai tờ giấy, mỗi tờ một món nha. Rồi, anh sẽ để đây đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Xin mời các bạn theo chân Hà Thu để đón chào vị khách mời trong ngày hôm nay nhé. Xin giới thiệu dancer Kim Anh. Chào Kim Anh. Xin mời Kim Anh. Chào mừng Kim Anh đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Dạo này thì công việc của Kim Anh như thế nào? Dạ trước hết thì em xin chào chị Hà Thu và xin gửi một lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị đang xem chương trình. Đây là giai đoạn mà Thu nghĩ á, là mình có thể dành thời gian chăm sóc bản thân, ăn uống, bồi dưỡng. Thì có kế hoạch bồi dưỡng gì trong giai đoạn này không? À em hơi bị quá kế hoạch luôn á. Tức không phải là mình ăn nhưng mà mình lại ăn quá đó chị. Tại bình thường là ăn xong mà mình phải sử dụng năng lượng đó để nhảy. Bây giờ là em ăn xong và em rảnh quá, thế là em lại ăn tiếp á chị. Dẫn đến là một ngày có thể ăn rất là nhiều. Bởi vậy hôm nay khi mà em nghe Khẩu vị ngôi sao là em nhận lời liền. Tại vì em rất muốn là ăn nữa, là tới đây vẫn ăn nữa. Lý do chính là tại thích ăn đúng không? Dạ. Nhưng mà tôi thấy có thể là cơ địa của Kim Anh không có hấp thụ được nhiều hay sao ấy, vẫn thấy rất là gầy. Chắc là do có một cái sự gọi là vậy, che giấu ở đây. Ôi như vậy là hôm nay em chọn một bộ đồ thành công rồi chị Thu ạ. Thế hả? Đối với Thu thì thấy trời ơi, mặc đồ rất là đẹp và so với Thu thì còn hơi gầy, có thể là mình nhảy nhiều quá cho nên là. Dạ đúng rồi, em nghĩ là chắc là do ở nhà em quậy, em tự quậy bằng cách em tự phiêu. Em phiêu cũng hơi lố so với kế hoạch tí xíu. Mình phiêu xong mình đứng dậy mình phiêu cho quý vị khán giả coi một chút được không? Và cho em xin chút nhạc cho bạn Kim Anh phiêu được không ạ? Dạ em xin được phép đứng dậy phiêu ạ. Dạ nhẹ nhẹ, mình nhẹ thôi là chị đó, đúng rồi. Mình sẽ có một nét nhảy cháy rất là tinh tế đó chị. À mình cháy như này dạ, đó. Cháy tinh tế nha chị. Cháy quá tinh tế rồi. Vẫn tinh tế, sắp rồi. Sắp chưa? Sắp rồi. Thấy chưa? Rồi, quay. Em cháy quá, nó hơi cháy hơi quá, xin lỗi mọi người. Dạ thôi mình trở về vị trí được cho Kim Anh. Dạ trời ơi. Rồi bây giờ sau thời gian nhảy thì Kim Anh có cảm thấy đói bụng hay là muốn ăn một món gì đó không? Dạ đúng rồi, mới bước ra nhảy là em đói luôn rồi. Rồi bây giờ là Kim Anh ghi giúp Thu hai món ăn mà Kim Anh muốn thưởng thức ngay bây giờ nhé. Dạ chết rồi, em ghi xấu có bị phạt không? Cần ghi chữ đẹp quá đâu. Ngày hôm nay chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu với quý vị một trong những nữ nghệ sĩ rất xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, hát hay và đặc biệt những ca khúc của cô ấy cũng tràn đầy sức sống. Xin mời quý vị chào đón ca sĩ Emma Nhất Khanh. Mở cửa ra, nàng tiên xuất hiện. À, đáng yêu quá. Chào Emma. Lại đây. Ăn chung. À, xinh quá. Hello mọi người, em là Emma Nhất Khanh và ngày hôm nay thì em rất là vui khi được đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao và được
chuẩn bị kiểu ăn uống nha, bồi bổ nha. Rồi bây giờ hãy sẵn sàng vào phòng khách để mình gặp gỡ những vị khách đặc biệt nha. Dạ. Mời em. Con gấu dễ thương quá nè. Gấu nhà anh, trời, dạ. Nhà anh là trang bị đầy đủ, đặc biệt là cứ đúng với giới tính của khách mời nghệ sĩ là mình phải trang trí sao cho phù hợp. Chu đáo quá. Rồi ăn hoàng nguyên miệng phải ngon mắt, ngon đúng tinh tưởng chứ. Chính xác, chính xác. Uh-huh. Em biết nấu ăn không? Dạ, em biết. Giỏi vậy. Sở trường là món nào? Dạ, thật ra sở trường của em là món trứng chiên. Trứng chiên. Thôi em nói chơi, đó là em nói chơi thôi. Thực ra nha, em còn có những món tủ, ví dụ như là thịt kho tàu. Ủa? Thịt bò xào với công thức đặc biệt của nhà em. Đặc biệt xào, dạ. Thường xào với thực vật, với rau lắm. Dạ không, có cái, những cái gia vị mà bên nhà em, gia đình của em dạ, tự chế biến ra. Ghê không? Cuối cùng đó chính là món đùi gà khìa nước dừa. Trời ơi, nghe ngọt ngào mặn mà, đậm đà dạ. Như ta, đã vậy. Nhưng mà không biết là hai món ăn ngày hôm nay em đang thèm ăn là món nào thì hãy order, hãy đặt hàng đi. Đây hai tờ dạ. Giấy ha, mỗi món một tờ. Okay. Mà giấu nha, bí mật nha, lát nữa mình mới tiết lộ sao. Cái hai cái món sẽ là hai cái món mà lâu lắm rồi em không được ăn. Lâu rồi, vậy là không phải món sở trường mình hay nấu. Em cứ ghi vô thoải mái. Dạ. Nhà anh giống như một cái siêu thị vậy đó. Dạ. Nó nhỏ xinh xinh vậy chứ đầy đủ nguyên liệu. Thiếu cái nào là anh nhờ biên tập chạy đi mua cái đó. À. Ok, chốt đơn. Chốt rồi, mình up lại. Để chị bí mật, cảm ơn em. Và bây giờ sẽ là hai đầu bếp. Dạ. Em xinh vậy thì đầu bếp cũng phải đẹp trai. Dạ. Phải cỡ anh. Dạ. Phải cỡ anh. Trở lên. Có chữ trở lên thì dạ. Nha. À. Xin mời em cùng với quý vị khán giả hãy chào đón hai bạn trẻ ngày hôm nay, đó chính là Đăng Hồ và Phong Nhã. Đó. Trời ơi, bước ra như cool boy, hot boy vậy đó. Hello. Chào mọi người. Mời bạn giới thiệu về mình nè. Dạ chào mọi người, em tên là Đăng Hồ. Hiện tại em đang là KOL, Content Creator và Commercial Model. À, là mình tự xây dựng hình ảnh dạ, của mình luôn. Thương hiệu là dạ. Nằm ở chính mình. Dạ, hay quá ta. Ủa bạn trẻ lắm đúng không nào? Mà dạ, sao giỏi vậy? À, em sinh năm 1999 thôi. Trời ơi. 99. Trời, tôi thấy tuổi hổ bản thân tôi ghê quá vậy ạ. À? 99. Tuổi em gái ruột của em luôn á. À, vậy hả? Dạ. Mà giỏi quá sức. Giỏi quá trời. Ủa, bận rộn vậy thời gian đâu nấu nướng trời? Ồ, thường thời gian rảnh ở nhà thì mới nấu, mới bắt đầu bày ra để phá. Còn với Phong Nhã thì sao nào? Dạ, chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Phong Nhã. Em năm nay 20 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là diễn viên. Ồ. Là một nghệ sĩ trẻ. Dạ. Thời gian đâu nấu nướng nè. Dạ, em chỉ nấu cuối tuần thôi. Thế món ruột cái là món gì nè? Dạ em rất là thích ăn sườn luôn ạ. Oh. Dạ. Tất cả các món về sườn. Nhưng mà tại sao bạn lại có đam mê về những món về sườn? Dạ tại vì hồi từ nhỏ là em rất là thích ăn sườn luôn ạ. Ông ngoại em hay đi mua sườn về cho em ăn, mang ghế em ghiền luôn. Ôi, cảm ơn ngoại. Dễ thương quá. Và ngay bây giờ chúng ta hãy chào đón hai bạn fan hâm mộ đến đây để nấu cho Kim Anh ăn nha. Dạ đúng rồi, em háo hức lắm rồi. Dạ. Háo hức không? Dạ dạ, cho em xem mặt hai bạn đó liền đi. Xin chào mừng bạn Thanh Tân và bạn Hoài Giang. Chào hai bạn. Mình giới thiệu chút về bản thân nè. Em tên Hoài Giang. Em làm diễn viên. Và mê Kim Anh vì Kim Anh xinh hay là Kim Anh nhảy giỏi hay như thế nào? Thì em thích chị Kim Anh nhảy và chị Kim Anh cười đẹp lắm chị. Gọi là thích cái nụ cười của chị Kim Anh. Để chị cười suốt từ giờ tới cuối chương trình nha. Nếu chị cười vậy em nấu không được cho chị ăn đâu. Xem nhìn chị không à. Rồi mời Thanh Tân bạn giới thiệu một chút về bản thân nhé. Em chào chị Kim Anh, chào chị Hà Thu. Em tên là Thanh Tân, 23 tuổi. Hiện em đang là giáo viên tiếng Anh. Wow. Em đi dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ. Dạ. Thôi, bây giờ có một thầy giáo tiếng Anh cộng với một diễn viên ngồi đây để dành nhau nấu một trong hai món ăn này cho Kim Anh ăn. Nhưng mà trước tiên á, chúng ta phải vượt qua thử thách nha, không có dễ đâu. Và bây giờ anh và em sẽ cùng nhau gặp gỡ với hai người. Và hai người bạn này cũng chính là fan hâm mộ của anh Bùi Duy Ngọc. Và sẽ chính là hai người nấu hai món ăn mà anh đã đặt hàng trong chương trình cho anh thưởng thức. Wow. Xin phép được mời anh Bùi Duy Ngọc và tất cả quý vị khán giả sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón hai khách mời của tuần này. Đó là bạn Đông Nghi và bạn Lê Đào. Xin mời các bạn. Wow. Ôi xinh quá. Xin chào các bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn. Bạn nào Đông Nghi ta? Em. À. Xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Đông Nghi. Hiện tại thì em là sinh viên năm tư trường sân khấu. Em học đạo diễn sân khấu.
Và em đến với chương trình này bởi vì em rất là hâm mộ anh Duy Ngọc. Và em nghĩ rằng hôm nay anh Duy Ngọc sẽ hát cho em nghe một câu hát nào đó. Thôi đúng rồi, mới vô làm quen cái chưa gì đưa ra yêu cầu luôn rồi. Gần bên anh nhé, cho bao cô đơn này rời xa mắt buồn, vì anh vẫn nhớ bao đêm trong mơ dịu dàng ấy. Gọi em những tháng nằm bình yên, gửi trong khúc hát riêng tặng em. Em cảm ơn anh. Mưa khẽ buông lời, mơ về em. Trời ơi, cảm ơn trời luôn. Thực ra là lâu quá là chưa có được hát cho một bạn nữ nào nghe, nên là anh hơi bị quên lời. Hơi rung đúng không anh? Xấu hổ quá. Tại vì nãy lúc mà anh hát là em thấy có một độ rung nhẹ nhẹ rồi. Đó là cái cảm xúc đó, và cái đó rất là quý luôn đúng không nào? Thì hy vọng là chúng ta cũng sẽ vui vẻ như thế trong suốt chương trình ngày hôm nay. Còn với bạn Lê Đào thì sao? Đào hãy giới thiệu về mình cho anh Bùi Duy Ngọc cùng với tất cả quý vị khán giả nha. Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào MC Tuyền Tăng, anh Bùi Duy Ngọc và người cùng chơi với em trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Em tên là Lê Đào. Hiện bây giờ em đang làm tiếp viên hàng không. Em hy vọng là với sở thích nấu ăn của em thì em có thể hoàn thành tốt cái món ăn của em trong ngày hôm nay. Cả hai cô gái ở đây không chỉ xinh đẹp mà còn đúng là 1 9 1 10, có những cái điểm mạnh trong cái lĩnh vực chính nấu ăn riêng. Lát nữa qua cái phòng bên kia mà chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao là mình chỉ được chọn một người thắng thôi là cũng sẽ khá là căng thẳng đây. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá xem cái Khẩu Vị Ngôi Sao của bạn Emma Ngất Khanh là như thế nào. Khám phá qua 3 từ khóa trong 3 ô số 1, 2, 3. Người chiến thắng qua từng câu hỏi sẽ có quyền lật ra những ô số đó. Bên trong sẽ ẩn chứa cái huy hiệu thần bếp. Mình tận dụng để mình bắt buộc ngôi sao đó phải hỗ trợ cho mình trong một lần ha. Ok, cầm bảng nào. Cố lên, cố lên. Câu hỏi đầu tiên: nguyên liệu chính để làm nên tương bần là nguyên liệu nào? Tương bần. Tí dễ mà không, tí khó mà dễ. Rồi, 3, 2, 1, xin mời đáp án. Bà Nhã trả lời là bần, hợp lý. Hợp lý, tương bần, không có bần thì gọi là cái gì, là bởi tương. Tương ớt làm bằng ớt. Đúng, đúng chính xác. Tương đen làm bằng tương cà. Đậu tương. Cũng đúng. Tương bần phải có đậu tương mới làm được, đúng không? Nhưng mà đậu tương nó lại là một loại nước chấm khác nữa nha. Cẩn thận nha. Thì đáp án chính xác lại là đậu nành. Đậu tương hay gọi là đậu nành. Thì đó gọi là em đúng rồi đó. Em đúng rồi. Anh lời nhẹ thôi. Đậu tương, đậu nành vẫn là một cái tên gọi đó. Anh làm căng quá trời căng rồi kìa. Như vậy là bạn Đăng Hồn trả lời chính xác. Nguyên liệu đậu tương hay gọi là đậu nành, đó chính là nguyên liệu chính của tương bần. Và tương bần muốn được tương ngon thì phải chọn đúng loại được trồng trên đất Hưng Yên để có được độ đậm ngọt nhất định và to vừa. Các nguyên liệu còn lại là nếp cái, hoa vàng và muối trắng. Chúc mừng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Theo quyền ưu tiên, bạn lật ô số mấy nè? Dạ, số 3. À, số lớn nhất ha. Được, mình ngẫu nhiên mà. Số 3. Lợn con. Lợn con. Hồi nhỏ em ăn nhiều dữ lắm, mà em tưởng heo nữa, cho nên là em được gọi là con lợn con. Dễ thương. Ủa là do mọi người cũng cưng em rồi. Dạ. Hồi nhỏ đứa nào cũng mung ma mung mỉm nên thôi cứ cho nó ăn thoải mái. Câu hỏi tiếp theo cũng có 10 giây cho hai bạn. Hãy cho biết tên một loại hạt được nhắc đến trong câu thần chú mở cửa ra của truyện Alibaba và 40 tên cướp. 10 giây bắt đầu. 2 1. Xin mời giáo bạn. Đậu gì? Đậu phộng. Rồi em nhắc cái tới cái câu nào mà có đậu phộng nhất gì với? Em không nhớ, nhầm ghi đại gì đó chị. Và đáp án của em là vâng. Vậy Thanh Tân có thể đọc được cái câu thần chú đó không? À, vâng ơi mở cửa ra. Vâng ơi mở cửa ra, và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng Thanh Tân đã giành được 1 điểm trong câu hỏi này. Thua sẽ cung cấp thêm một chút thông tin về hạt vừng nhé. Chúng ta đã quen với nhiều tác dụng tuyệt vời của vừng đen hay còn gọi là mè đen, nhưng có một tác dụng nổi trội có thể rất nhiều người chưa tận dụng triệt để được, đó chính là chữa bệnh táo bón, làm nhuận tràng và thông tắc đường ruột. Cách làm là như thế này: dùng một muỗng canh vừng đen nghiền thành bột, sau đó trộn với một chút bột yến mạch và các loại rau, sữa chua hay các thực phẩm khác, rồi ăn hàng ngày cho đến khi khỏi bệnh. Xin mời bạn chọn một từ khóa để mở ra nhé. À, em chọn ô số 3. Từ khóa số 3, xin mời. Đam mê đầu tiên đó là nhảy chăng? Dạ, đam mê là phải có nhảy và cũng không thể thiếu một đam mê là chị đoán được. Không thể nào quên đam mê ăn được. Tức là trong cái kho tàng đồ ăn đó chị, thì tất nhiên vẫn có những món em mê hơn những món còn lại một tí xíu. Rồi, ví dụ. Dạ.
đó là những cái món mà hải sản. Tức là rất nhiều người từng là hay bị dị ứng hải sản, nhưng mà may là em không bị dị ứng và em rất là thích những món hải sản mà. Rồi em còn mê thêm món gà và đồ sống. Em rất sashimi, là sashimi, dạ, đúng Nhật. Là kiểu, dạ đúng rồi, đồ Nhật. Đa số những món của Nhật là để em đều ăn được và rất là tốt cho sức khỏe. Dạ đúng rồi. Ẩn số cuối cùng sẽ mang đến điều gì đây? À, đối kháng là mang đến sao? Thử thách đối kháng. Nãy giờ mình ngồi cũng nhiều rồi, bây giờ mời hai cô gái đứng lên. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang đến với Khẩu vị ngôi sao. Và sau đây là thử thách đối kháng dành cho Lê Đào và Đông Nghi. Bởi vì đối kháng cho nên bây giờ mời hai bạn đứng ở hai thế đối đầu. Đi nhẹ nhẹ thôi nha. Ở trên đây tại khu vực hai bàn của các bạn, mỗi bên đều có một cuộn giấy và một cái ly đầy nước. Mà chỉ xuýt xoát xíu thôi là nước sẽ đổ ra bên ngoài. Và nhiệm vụ của hai cô gái đó là hãy tận dụng sự tỉ mỉ và khéo léo của mình. Trong vòng 30 giây sẽ đưa cái ly nước từ vị trí xa tít tắp ở đây về với mình. Bây giờ Tuyền sẽ hướng dẫn nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đứng thẳng lưng nè, hướng về phía trước nhìn nhau. Đó, bước tiếp theo là hai tay sẽ chạm vào hai đầu lõi của cuộn giấy. Và sau đó mình sẽ kéo nhẹ 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 để di chuyển chiếc ly về phía của mình. Và hãy cố gắng tập trung, nỗ lực cũng như là phô bày hết sự tinh tế của mình trong thử thách này nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Từ từ nhẹ thôi. Đi, được rồi, từ. Nếu mà đừng cố gắng đừng để nước nó ra, tại vì nước nó ra nó sẽ bị làm rách. Đúng rồi, nó rất là dễ rách. Được rồi. Căng quá. Ôi em đang run luôn mọi người. Ủa, hết 30 giây rồi. Hết rồi. Thôi, yay. Đông Nghi ngay từ khúc đầu với mình hơi rung quá cho nên nó làm đổ nước ra bên ngoài, cho nên là cái phần mà mình kéo giấy về nó sẽ khó khăn hơn người bạn ở phía bên bàn đối diện. Bên đây thắng rồi cũng ráng kéo như về nữa. Rồi xin được chúc mừng người chiến thắng thử thách này, đó chính là bạn Lê Đào. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với phòng khách của mình nhé. Xin mời. Rồi, quay trở lại với phòng khách là để chúng ta cùng khám phá thông tin cuối cùng nha. Xin mời, ước muốn xa vời là sao ta? Ai mà chẳng có ước muốn đúng không? Thì trong ẩm thực cũng thế. Mình đã mong muốn chinh phục tất cả những cái gì tinh hoa của ẩm thực Việt Nam chúng ta rồi. Thì anh cũng có một cái ước muốn là mình sẽ được thưởng thức những cái tinh hoa món ăn của các nước khác trên chính quê hương của họ. Yeah. Thì đấy là ước mong của anh. Nói chung là ước mong của anh Duy Ngọc đó là sẽ có cơ hội được đi du lịch thật là nhiều nơi. Phải nhờ em nhiều nào. Dĩ nhiên là mình cũng không phải là người mà chỉ thích ăn những cái ẩm thực Việt không, và mình cũng muốn cái gì đấy đột phá, những cái hương vị gì nó thực sự mới mẻ cho mình. Dạ đúng rồi. Và bởi vì ẩm thực cũng là cái thứ mà có thể nói là nói lên được cả cái văn hóa của một cái dân tộc rõ ràng nhất. Vậy là phần thắng đã thuộc về bạn Hoài Giang. Thì Hoài Giang có quyền ưu tiên trong phần này. Quyền ưu tiên đầu tiên là bạn sẽ được chọn một trong hai món ăn mà Kim Anh đã ghi ra đây. Đó là món sushi và món gà kho nấm. Món nào là sở trường của em? Em chọn món sushi đi. Wow. Hồi nãy em có nghe chị Kim Anh nói là chị Kim Anh thích ăn đồ của Nhật. Thì Nhật thì liên quan đến món sushi, nên em muốn lần này em trổ tài cho chị Kim Anh. Vậy là mặc định món gà kho nấm sẽ thuộc về Thanh Tân. Và tổng kết số điểm hiện tại dành cho hai người chơi Lê Đào và Đông Nghi đó là cả hai bạn đều hòa nhau. Và bởi vì hòa nhau như vậy cho nên cái khó nó sẽ thuộc về anh Bùi Duy Ngọc. Tại vì thường á, nếu mà thắng thì mình sẽ được ưu tiên chọn ăn, được ưu tiên chọn bếp. Bây giờ tỷ số đều thì chỉ có nhân vật chính của chúng ta sẽ là người đưa ra lựa chọn đó. Bây giờ mời anh bật mí hai món ăn mà anh đã đặt hàng căn bếp của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Hai món ăn này đều là hai món ăn anh rất thích nấu. Tại vì ở nhà từ bé đến giờ mẹ nấu cho anh rất là nhiều và anh rất là yêu hai món ăn này. Ở cái cách nấu của mẹ anh nó có một cái điều gì đấy rất là đặc biệt, cho nên là anh mê lắm. Nhưng mà hy vọng là hôm nay anh sẽ được thưởng thức hương vị mới từ các em. Đầu tiên là trứng cuộn. Trứng cuộn. Yep. Tiếp theo. Thứ hai là thịt ba chỉ kho tiêu.
thịt ba chỉ kho tiêu và trứng cuộn là hai món ăn đặt hàng. Bây giờ anh sẽ chọn bạn nào nấu món ba chỉ kho tiêu? Anh sẽ để em nấu thịt ba chỉ kho tiêu ha. Dạ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi mà món này thì em mà chính của em là miền Nam nhiều hơn thì em sẽ cho anh có thể là khẩu vị mới một tí xíu. Một trải nghiệm mới mẻ. Còn món trứng cuộn chắc chắn là sẽ thuộc về Lê Đăng. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi. Bạn Đăng Hồ được quyền lựa chọn một trong hai món ăn này. Rồi em Mai giới thiệu với mọi người đi. Hai món nào? Và hai món ngày hôm nay của em đó chính là Có chua ngọt nè. Hey. Chính xác, sườn xào chua ngọt. Rồi món còn lại. Món thứ hai là món mà em ăn rất là nhiều lúc em ở Hàn Quốc, đó chính là bánh gạo cay Hàn Quốc. Giờ sao? Đó, bây giờ hai món này. Giờ em sẽ chọn bánh gạo cay Hàn Quốc. Ok, chốt đơn. Vậy thì có nghĩa là em sẽ làm món sườn xào chua ngọt. Vâng. Ê, cũng là cái duyên nha. Lúc đầu em ấy có nói là em ấy thương sườn. Chờ đợi xem tài năng của bạn ra sao. Nào, chúng ta sẵn sàng vào bếp thôi. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Chúng tôi thì có thể năng động tự do thoải mái để vận động, nhưng mà hai bạn người chơi ngày hôm nay đó chính là Đăng Hồ và Phong Nhã khó khăn hơn tí, không phải tí nữa em ơi. Em thấy khó lắm luôn anh, chứ không phải tí nữa. Anh nghĩ biên tập viên của chương trình này sau này là mẹ chồng thì hết ý em ơi. Đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà hành phải con người ta quá trời luôn vậy đó trời. Mà phải đứng thảm gai nè em. Còn ở đây bên đây bên đứng mặt bên nè. Đó, nhưng mà đó là quy định của cuộc chơi của mình. Mình phải vượt qua nam nhi mà sợ gì sóng gió đúng không em? Dạ đúng. Đó, dưới chân em là những cái thảm gai coi như là thảm massage chân để bấm nguyệt cho bàn chân mình thôi. Bên cạnh đó là những trái bóng nó trơn trọt nha em. Mình di chuyển trong phạm vi cái phao này thôi. Còn bên Phong Nhã, em đang có một cái bập bênh. Vị trí và diện tích em di chuyển chỉ là trên bập bênh thôi. Trời ơi, khó quá à. Đừng té nha, cẩn thận nha. Thử thách mà chương trình đưa ra cho bạn Đông Nghi đó là bị nẹp hai cái thanh gỗ ở trước tay. Giờ mình thử cầm một cái món đồ này mình cảm thấy sao? Rất là khó khăn luôn. Tại vì giống như là cầm lên thì được, nhưng mà mình ví dụ mình muốn lấy cái muỗng, mình lấy cái dao rất là khó. Để mình hướng, để mình lấy rồi mình gia giảm gia vị sẽ siêu khó luôn đúng không? Tay cả cái này vào nhá. Là không dám ăn luôn á. Rồi, còn bên còn lại đó là Lê Đào, đây là thử thách dành cho bạn, đó là sẽ kẹp vào cổ cái trái banh dưa hấu này xuyên suốt cái quá trình nấu ăn mà không có được để cái quả banh này rơi xuống đất. Hay là mời bạn thử, mình thử cầm cái dĩa thịt lên coi. Ôi trời ơi. Ôi cũng khó khăn. Là nó cứ phải diễn ra liên tục như vậy, phải giữ được cái quả bóng như vậy trong cái quá trình nấu ăn của mình. Đông Nghi ơi, mặc dù khó khăn là thế đó, nhưng mà bạn đừng quên bạn là người sở hữu huy hiệu thần bếp. Em xin dùng huy hiệu thần bếp để mà bỏ cái nẹp đi, tại vì rất là khó. Chúc mừng bạn đã được giải phóng. Rồi em đúng thoải mái luôn. Rồi bên kia thì thôi ráng nha. Dạ vâng ạ. Bếp trái sẽ có thử thách, đó là đứng ở trên một cái thảm gai như thế này, nhưng mà đi bằng chân không, không có giày, mà chúng ta phải nấu ăn trong vòng 20 phút đó. Em cảm thấy là có chịu được không? Em cố gắng vì thần tượng của em. Đúng vậy, vì chị. Nào. Trời ơi, nghe mát lòng mát dạ quá chị. Rung động quá. Và Hoài Giang ơi, bạn phải đặc biệt lưu ý là bạn không được di chuyển ra ngoài cái thảm gai này nhé. Bất cứ nguyên liệu nào ở đây hay ở sau này mà bạn cần lấy thì bạn phải dùng cái cây này. Bên phần bếp của Thanh Tân có một thử thách, đó là vừa phải mang bao bố như thế này và vừa phải nấu ăn. Nóng không em? Nóng. Và lúc nào em cần những nguyên liệu gì đằng sau hay là rửa gì đó, em phải nhảy bao bố, phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Và có một điều đặc biệt là trên một số nguyên liệu này sẽ có những thử thách, nhưng mà không dành cho các em, dành cho thần tượng của các em. Cho em hả chị? Đúng, cho em. Và nếu các bạn ấy cần dùng một trong số những cái nguyên liệu mà có thử thách này, Kim Anh sẽ thực hiện những cái thử thách đó giúp các bạn nhé. Cho nên là lúc nào mà cần sử dụng nguyên liệu thì hãy gọi Hà Thu, để Hà Thu gọi Kim Anh thử thách. Thôi em tưởng mình tới đây để ăn thôi á chị, nhưng mà em cũng có thử thách hả chị? Ừ em, đâu phải ăn, đâu phải dễ dàng đâu em. Phải có làm mới có ăn. Em yên tâm đi, chị nghĩ những thử thách này không là gì với em ấy đâu, và đặc biệt là đôi khi còn là sở trường của em nữa, em yên tâm nha. Dạ. Ủa anh, sao có bánh rồi có chanh, có ổi, có phả
để em ăn xong rồi làm nước chanh cho em xong rồi ăn tráng miệng bằng ổi đúng không? Cũng hợp lý, thông minh đó. Nhưng mà đây cũng là một trong những phần thử thách nha. Là cũng được ăn đúng không anh? Đương nhiên biết em thích chua ngọt, chuẩn bị sẵn sàng cho em nè. Anh Hoàng chanh. Ơi, em có một thử thách cho chị em để mà lấy sườn á. Ok. Dùng cơ mặt để di chuyển miếng mì tròn từ chén xuống miệng để ăn à. Di chuyển cái bánh từ trên trán di chuyển xuống. Dễ quá em ơi. Từ trên chén đúng không ạ? Ê không ấy, anh đổi miếng sầu riêng được không? Đúng rồi, đó đó, để tới mắt nè, đá không nghèo nè, đá nè. Bạc là bún lông mì ra nè. Đó, đúng rồi, đó, trời hay ghê, lông mì dài có lợi thế ghê ha. Đó, đẩy được cái bánh xuống rồi, đó. Cẩn thận nè, cái pha dứt điểm này quan trọng lắm nè. Trời, vô ra ngoài giống nãy giờ bây giờ. Ừ, vậy đi. Ui, tức thiệt chứ, xém được rồi. Khó à. Vậy mới là chơi. Ráng lên. Ừ, đó, có kinh nghiệm rồi, nhanh hơn nãy rồi đó. Riết quan từ đây tới tối chắc lượt. May mắn. Giỏi. Mời em tiếp tục. Không ăn thôi, ăn lấy sức. Trời ơi, mấy chơi đâu. Ok, em được quyền sử dụng sườn rồi nha. Chị Hà Thu ơi, em cần một nguyên liệu. Giang ơi, em đọc cái thử thách của mình lên giúp chị nha. Dùng một sở trường dancer của mình nhảy hát chối trà trên nón. Ở đây có một cái nón như thế này. Hèn gì thêm một cái nón ra là đúng, nhưng mà cái nón này không phải là nón bình thường. Dạ. Cái nón có hai túi trà. Và trước tiên là Kim Anh đội vào nha. Rồi. Em sẵn sàng chưa? Dạ rồi rồi. Rồi mời em. Bắt đầu. Nhảy nè, chân nè, ủa, tay cùng nè. Lúc, cùng nhảy lúc hay là đúng, cùng nhảy. Lúc hả? Trời ơi. Trời ơi. Nhảy đi nào. Rồi một cái. Rồi phải cẩn cái. Thận đừng cho cái này rơi xuống. Ủa vậy hai cái rồi nè. Phải không? Một cái nó nằm đằng sau này. Đây. Nào đằng sau này. Đúng rồi. Nhảy nha. Dancer mà không nhảy là không được. Dạ, nhưng mà giờ sao để làm cái này em, lên quẩy mà nó không phải rớt nè. Rồi rớt luôn hai cái xuống rồi. Thử thách này cam go quá. Nhảy đi em, nhảy tới mai luôn. Dạ, em sẽ chiêu tới mai luôn. Em có quyền dùng tay giữ cái nón lại cho nó khỏi rơi cái nón nha. Dạ, nón thì không rơi đâu, có cái này không rơi. Giữ cái tay cho khỏi giữ bao trà nè. Lắc hồi tiền đình luôn á. Em nghĩ là cái này dancer nó cũng không giúp gì được hết á chị ơi. Không, dancer không làm được nhưng mà em làm được. Rồi lỡ không làm được là Tân không được món đó luôn á hả chị? Đúng rồi, là không được sử dụng cái nguyên liệu đó luôn á. Chị Thu ơi, động viên em đi chị Thu ơi. Ờ, chị đang động viên em đây, không có dancer nào mà chị lắc cái đầu vậy không em ơi, phải nhảy nữa chứ dancer gì mà có lắc nguyên cái đầu vậy. Rồi, một cái vẫn là một cái hả? Đúng rồi, bây giờ em phải suy nghĩ làm sao để cái này nó không rớt xuống mà cái kia nó lên được. À. Em thổi nó đi đâu đấy? Em thổi nó lên mà có vẻ không được. Nó lên rồi, còn một cái này thôi. À, lên rồi, cái này. Thử thách vô cùng cam go. Kim Anh ơi. Dạ, đây, nhảy nhiệt tình vào, nhảy như này không được tính điểm đâu. Quẩy lên nào, quẩy lên. Rồi mình chóng mặt không? Dạ, em đang lấy mút lại cho nó đỡ chóng rồi, mặt. Rồi, ok, tiếp tục đi. Rồi, lại lòng thòng trước mặt nữa. Dạ, thật sự thử thách này rất là trí tuệ luôn chị. Rất là khó khăn và cam dạ, go. Dạ, đúng rồi, rất là trí tuệ mà còn bắt em phải vận động đúng. Nữa. Là nó trí tuệ bởi vì Hà Thu sẽ có một gợi ý cho Kim Anh như thế này. Dạ. Có nghĩa là yêu cầu của chương trình là bạn phải vừa nhảy vừa làm sao để cho cái túi trà này nó nằm trên cái lưỡi nón. Chứ không ai bắt bạn phải vừa đội nón và phải vừa làm cho nó nằm cái túi trà lên. Ok, sao mà chị nói trễ dữ vậy hả chị? Chị muốn ngắm nhìn em nhảy đó mà Kim Anh. Dễ dàng hơn chưa? Rồi. Lại chị. Giả bộ vui lại nha. Không khéo léo chút nào cả. Rồi, hoàn thành thử thách. Trời ơi, tôi nhẹ nhõm quá. Chúc mừng Hoài Giang, em đã giành được cái phần nguyên liệu rồi. Người đang cùng quay trở lại với căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao, quay lại gặp nhau để cùng thưởng thức hai món ăn, đó chính là món trứng cuộn của Lê Đào và thịt ba chỉ kho tiêu của bạn Đông Nghi. Mời anh chọn xem là mình sẽ thưởng thức món nào trước. Xin mời nhân vật chính của chúng em ta. Em ăn không? Dạ anh mời thì em ăn ạ. À? Thì em ăn món này trước, anh ăn món này trước xong bọn mình đổi. Rồi. Anh mời em nhé. Dạ em mời anh. Ok, xin mời bạn. Chắc phải thêm miếng cơm trắng ha. Em thì về phía em là về miền Nam thì em làm nó sẽ có phần ngọt vị hơn một tí về kho tiêu và chỉ mà mọi người hay nói á. Rồi bây giờ để Tuyền thử nha. Em mời chị. Trời ơi.
Bởi vậy thích làm khẩu vị ngôi sao là vậy đó. Được ăn quá trời ăn. Không biết anh cảm thấy sao? Em là cảm thấy căng thẳng lắm. Vì em làm nó vừa đủ để anh chấm nước tương á. Dạ em không làm quá mặn. Thực sự rất là ngon. Cảm ơn anh. Thứ nhất là nó rất là thơm mùi hành, hòa quyện với tất cả những cái nhân của em làm bên trong ấy. Và đặc biệt này, thực ra lúc nãy anh lại không để ý bát nước tương này. Dạ. Nhưng mà khi mà anh gắp lên chấm sang này, anh chấm xong rồi anh ăn thì nó thực sự là bùng vị. Yes, nó bùng vị lên đó. Hay quá. Cảm ơn chương trình rất nhiều, cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ là đến em. Em hả? Riêng Tiền Tăng thì tôi xin phép được giữ bí mật về bình luận của mình. Tại vì thật ra có hay không có bình luận của tôi nó cũng không quan trọng. Tại vì một mình anh nó vẫn quan trọng hơn. Cho nên là bây giờ sẽ đến lượt anh Duy Ngọc thưởng thức món thịt ba chỉ kho tiêu kiểu miền Nam nha. Okay. Dạ. Mình phải uống nước tráng miệng cái. Ăn mừng vì hôm nay anh em mình được ăn với món ăn của hai đầu bếp xuất sắc. Mời em. Rồi, mời em sang đây. Rồi, vào đây luôn ha. Hồi hộp quá. Mình còn thấy hồi hộp mà. Tiếp theo là món thịt ba chỉ kho tiêu nè. Nó sẽ hơi khác với lại những cái gì mà mình thường hay ăn trước đó. Cái khẩu vị quen thuộc với món thịt kho này đúng không? Yeah, nó khác. Đầu tiên là nó có thêm tóc mỡ đã. Nó khác đầu tiên thêm tóc mỡ. Thực ra nó cũng hơi khác cái vị mà bình thường anh vẫn ăn ấy. Nó cũng có một cái điểm rất là đặc biệt. Anh chỉ thấy lạ lạ nhưng mà anh thấy vẫn rất là ngon. Tức là cả hai món ngày hôm nay nó tạo cho anh một cái cảm giác là thứ nhất là mới lạ, rất là ngon miệng. Muốn ăn hay món này hết. Dạ, nhưng mà luật chơi của vòng 2 chương trình đó là dù hai món có ngon cỡ nào đi chăng nữa thì ngôi sao của chúng ta cũng chỉ được chọn một món duy nhất giành thắng cuộc của tuần này mà thôi. Nhớ mà có một bạn là không được anh chọn là món ok hơn thì mọi người cũng đừng có nghĩ gì, tại vì cả hai món đều rất là xuất sắc. Dạ vâng ạ. Ha. Ok, anh sẽ đưa ra và Duy Ngọc sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Đó người là chiến thắng. Mình nghĩ là mình sẽ là bạch đào. Xin được chúc mừng người đã giành thắng cuộc tại căn bếp của khẩu vị ngôi sao, chinh phục được anh Bùi Duy Ngọc. Okay. Đó chính là bạn Lê Đào cùng với món trứng cuộn. Mời anh. Ok. Thực sự đây là một chương trình rất là ý nghĩa đối với Duy Ngọc. Có hai bạn cùng đồng hành với mình và nấu cho mình món ăn mà thực sự là rất tinh tế, rất là chu đáo. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Hãy ủng hộ cùng với chúng tôi nha. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.